Sáng ngày 28 tháng 3, Thượng tá Trần Trung Quốc, trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận thông tin vụ tài xế ô tô gây tai nạn tông chết hai người trộm chó. Theo Thượng tá Quốc, hai người có hành vi trộm chó, sau đó bị truy đuổi thì xảy ra tai nạn. Tại hiện trường có xác chó và đồ nghề phục vụ việc trộm chó. Ông Quốc nói, hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra, chưa xác định tài xế ô tô có nồng độ cồn hay không. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giữ hình sự tài xế Lê Hồ Quốc Đạt, 27 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò để điều tra về hành vi điều khiển ô tô vượt không đúng quy định, gây tai nạn giao thông làm chết hai người. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 25 tháng 3, Đạt ngồi nhậu tại nhà cùng nhóm bạn. Sau khi nhậu xong, Đạt lái ô tô 7 chỗ chở Nguyễn Hữu Thông, 27 tuổi và Hồ Văn Bắc, 43 tuổi, ngồi phía sau xe. Khi đến địa phận ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò thì xảy ra va chạm giữa ô tô của Đạt với xe máy của hai người là Quy, 43 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Sa Đéc và V, 32 tuổi, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vùng. Vụ va chạm khiến Quy và V tử vong tại chỗ. Theo sự chứng kiến của người dân tại hiện trường, hai người đàn ông tử vong tại chỗ sát hàng rào nhà dân, cách đó gần 1 mét có xác hai con chó.